Tiếp tục Nam sẽ lên cho anh em một cái mẫu phi thuyền ba quay ha, chạy 3 đường tiến nha anh em. Cái mẫu này mẫu mới nữa nha, thì sẽ nâng cấp lên hai cái chung 16 thì hai cái chép 450 ha. Nói chung là cấu hình này là chỉ lên thêm hai chung Thái Lan Cometa ha. Đây cái chung là từ lớn con lớn ha, từ lớn con lớn Cometa chung Thái Lan luôn nha. Chung là đi chung nào cũng được, nói chung Thái Lan mũi lõm cũng được ha, đi chung nào cũng được ha. Nay về được cái chung Cometa chung Thái Lan nha, Thái Lan giống là chất lượng ha, để cho anh em chơi cái mẫu này nha. Cây này sẽ có giá là 7,3 triệu nha anh em, 7,3 triệu chưa phí ship nha. Con này sẽ lên thêm hai cái chung này nữa nên giá nó sẽ lên thêm 300.000 nữa là 7,3 triệu, 7,3 triệu một cây như thế này nha. Sẽ đi mạch T450 luôn. Thì cái dòng phi thuyền này anh em khi mà hát karaoke anh em sẽ giảm cái mic bass nó gì nha, đừng có để cao quá là cái tiếng của nó sẽ bị ồn ha. Mic bass nha, chỉ mic bass thôi, còn cái kia anh em để xong được. Mic bass là anh em về hướng chính giờ cho em. Cái này là cái cách chỉnh cái thùng phi thuyền ha, chứ mà anh em để hướng tầm như đây, như anh em để hết này là cái tiếng nó rất là dày của nó ồn ha. Thì cứ hạ về cho em là 9 giờ là hát rất là ok, nó không có bị ầm ầm ha, tại bên trong nó sẽ phóng là nó tiếng nó sẽ ồn nha. Thì hôm nay sẽ thêm hai cái chung trợ lời luôn, thì cho nó tiếng nó sẽ nhẹ hơn nữa nha anh em. Đây hai cái chung nó sẽ trợ lời thêm cho anh em nha. Đây 7,3 triệu, giờ em sẽ test mic rồi test thêm nhạc cho anh em nghe ha. Thì em cũng đã báo giá trực tiếp luôn ha, thì anh em nào cần cứ liên hệ mẫu này nha. Giờ sẽ test nhạc test mic cho anh em luôn nha. Thì em cũng chỉnh anh em cái cách canh chỉnh rồi ha, cứ mic bass thùng phi thuyền mic bass về 9 giờ cho em, không được để cao quá nha. Anh em nghe nè, cái này là mic bass là nó để về tầm 9 giờ ha. Còn khi mà anh em lên tới 1 giờ nó ồn nè, được ba tiếng nó rất là dày rồi ha. Đỡ con này là đi để về 9 giờ thôi nha. Được 3 4 5 6, được 3 4 5 6 7. Ali thì có chung lên là cái tiếng nó sẽ sáng lên nha anh em. Lên, 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 lên. 3 4 4 5 6 7. Ale, ale, ale. 3 3. Về phần mic là ok nè, em chỉ anh em cái cách là nhiều anh em mua cái cây này về anh em nói tiếng ồn, do anh em để mic bass cao quá nha. Ale, ale, 3 4. Được 3 4 5 6 7. Ale, 3 4 5. Tiếng ok lắm rồi nha anh em. chung là mẫu này là cho anh em cho thuê là ok ha. Mẫu này là sẽ nâng cấp lên rồi nha anh em, mẫu cũ là sẽ không còn ha. Cái mẫu 2 chép họng Arai sẽ không còn nha anh em. Thì giờ sẽ lên cái mẫu 3 đường tiếng như thế này, giá là thêm 300.000 nữa là 7.300.000 nha anh em. 7.300.000 là chưa phí ship tùy ha, 250 đến 300.000 nữa nha anh em. Con này thì lên là quá ok rồi. Anh em nào mà chưa đi Tết thì cứ liên hệ em sớm cái con này nha. Số lượng rất là ít nha anh em, gần Tết rồi số lượng rất là ít nha.